Bình thường chưa tới tháng nó có bị vậy không? Nó vẫn liền đúng không? Vậy thì chưa tới tháng em qua đi cho chị ngăn chặn lại chứ. Trước khi bị 5 ngày. Đau không nha? Đau rồi. Ta sống nói nha. Ta cũng đâu yên, ta mới là. Ta thấy trúng xương luôn. Cái chán nó hơi đau nhiều. Trời ơi, hủa nó chết. Đập nó. Đập được đâu, tại vậy sao đập? Vi khuẩn nữa. Điện thoại còn không dám cầm nó đi đập.